Kính chào quý vị và các bạn. Mưa dông về chiều sẽ còn tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới. Cụ thể, ngay từ chiều tối nay, Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa dông, trong đó tập trung nhiều ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận và Tây Nguyên với lượng mưa từ 20-40mm, có những nơi mưa có thể trên 60mm, cần đề phòng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Trong mưa dông thì lốc sét, gió giật mạnh cũng có thể xảy ra. Đà Nẵng đang là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách du lịch trong dịp này do ở đây đang diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế. Đến đây thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đẹp mắt với âm thanh và ánh sáng sống động tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn vào thứ Bảy tuần tới. Vào thứ Bảy hàng tuần, lễ hội pháo hoa dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến ngày 8 tháng 7. Còn về thời tiết thì trong thứ Tư tuần này thì trời sẽ nắng nóng với mức nhiệt giữa trưa là 35 độ. Các ngày khác thì không hôm nào vượt quá 33 độ. Mưa chỉ diễn ra nhanh vào chiều tối, còn đến tối và đêm thì trời tạnh ráo và ủng hộ cho việc bắn pháo hoa. Với những du khách muốn đến với vùng đất Tây Nguyên để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của nhà thờ gỗ Kon Tum thì lưu ý đừng đi quá muộn vào buổi chiều vì dự báo là thời điểm chiều tối ở đây sẽ có mưa dông. Quý vị nên đi từ sáng đến đầu giờ chiều vì khoảng thời gian này thời tiết sẽ nắng ráo và thuận lợi cho du khách có thể tham quan. Hơn nữa nhiệt độ cũng ở mức dễ chịu, giữa trưa là từ 28 cho tới 31 độ. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới thì không có quá nhiều thay đổi. Ban ngày trời vẫn còn nắng ráo với mức nhiệt từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến ngày thứ hai của tuần sau thì có thể nóng hơn một chút, mức nhiệt là 34 độ. Trời sẽ nắng khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Sau đó thì mây dông sẽ kéo đến và gây mưa khá là nặng hạt. Lưu thông vào giờ này thì quý vị cũng cần phải chú ý đề phòng với ngập úng, cây đổ do dông gió mạnh. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì một giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Trung Bộ đang và sẽ chi phối thời tiết của cả ba khu vực Bắc Trung Nam của nước ta trong những ngày tới. Với khu vực Bắc Bộ nằm ở rìa phía Bắc của giải hội tụ, vì thế mà gió Đông Nam liên tục đưa mây ẩm từ biển vào đất liền trong đêm nay, ngày mai và 2-3 ngày tới. Trước khu vực này sẽ gia tăng mưa dông, một số nơi ở vùng núi và ven biển Đông Bắc có thể có mưa to đi kèm với nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo mưa dông tập trung chính vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm, có ban ngày thì trời chuyển nắng và oi bức với mức nhiệt độ cao nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ là trong khoảng từ 32 cho tới 35 độ. Phía Tây nhiệt độ giảm hơn phổ biến từ 31 đến 34 độ. Hiện nay trên biển, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 đến 18 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực biển Đông có vị trí lúc 13 giờ chiều nay ở vào khoảng 16,5 đến 17,5 độ vĩ Bắc, 111 đến 113 độ kinh Đông, nên vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Nhận định trong thời gian tới thì vùng áp thấp này không có khả năng mạnh lên thành bão. Ngoài ra, vùng áp thấp trên khu vực biển Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ mạnh lên thành một cơn bão trong khoảng 24 giờ tới. Nhận định đây là một cơn bão khá mạnh, tuy nhiên cơn bão này rất ít có khả năng đi vào biển Đông.